Nhà hôm nay thì Kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một thông tin, đó chính là đã có đội hình ra sân của các cầu thủ bên phía Bồ Đào Nha nha quý vị. Thật sự là không có khác gì dự đoán của tất cả mọi người cũng như là Thai TV, đó chính là Ronaldo họ tiếp tục bị huấn luyện viên của Bồ Đào Nha cho ngồi dự bị như quý vị. Trong cái buổi họp báo thì trước cái trận đấu với lại là Maroc, huấn luyện viên trưởng của Bồ Đào Nha đó chính là ông Fernando Santos đã có đôi lời chia sẻ về cái ngôi sao số 1 của đội bóng, đó chính là Cristiano Ronaldo. Cụ thể vị chiến lược gia 68 tuổi nói là Ronaldo không muốn ngồi dự bị một cái xíu nào, nhưng mà sau đó nghe ông giải thích thì Ronaldo đã chấp nhận và mọi chuyện hiện tại bây giờ đã suôn sẻ đó. Nói chung thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi. Ronaldo lớn tuổi rồi và không còn là cái thời kỳ đỉnh cao nữa, cái sức không còn nữa. Và quý vị và các bạn thấy là Ronaldo chậm chạp hơn cái thời kỳ đỉnh cao rất là nhiều. Khác với Messi thì Ronaldo thi đấu dựa vào sức lực là chính và tốc độ, còn Messi đó chính là kỹ thuật. Cho nên là Messi hiện tại bây giờ, khi cái lối đá của Messi không có sử dụng nhiều sức lực đâu, cho nên là Messi hiện tại bây giờ vẫn còn đỉnh cao phong độ. Hơn nữa là Ronaldo lớn tuổi hơn Messi như quý vị đó, lớn hơn tuổi hơn Messi, cho nên là hiện tại bây giờ thì không thể nào so sánh được. Và anh ấy nếu mà muốn được cái lòng tin từ người hâm mộ và thật sự là đó chính là cái biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha, đó chính là một cái huyền thoại, thì anh phải biết chấp nhận hy sinh cái tôi của mình, thật sự là như vậy. Đấy. Trong cái thời gian gần đây thì từ đội tuyển quốc gia cũng như là MU ở Manchester United thì anh liên tục tỏ ra vung vàng khi mà bị dự bị hay là như thế nào đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Ronaldo đã hết thời rồi, cho dù đi đến đội bóng nào cũng vậy thôi. Nếu như mà anh không có tuân thủ theo cái đấu pháp hay là như thế nào đấy, và anh không chấp nhận cái đá dự bị thì anh sẽ phải bị cái đào thải trong cái cuộc sống bóng đá này thôi. Đấy quý vị. Đó, bây giờ thì Thái TV cũng xin phép gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái đội hình ra sân của các cầu thủ Bồ Đào Nha như sau. Đó chính là số 22 Diogo Costa, số 2 Diogo Dalot, số 3 cầu thủ rất là già rồi, đó chính là Pepe, số 4 Ruben Dias, số 5 Rafael, số 18 Ruben Neves, số 25 Otao, số 8 Bruno Fernandes, số 10 Bernardo Silva, số 11 là Joan Felix, số 26 đó chính là Goncalo Ramos, cầu thủ đã ghi hat-trick trong cái trận thắng Thụy Sĩ 6-1 ở cái vòng đấu trước. Và chính cầu thủ này đã chiếm luôn cái vị trí đá chính của Ronaldo. Khi mà Ramos ghi bàn á, có cái thời khắc là Ronaldo đã rất tức giận và đập giày xuống dưới sân á, thật sự là một cái thể hiện rất là xấu xí. Tôi không có chấp nhận được một cái cầu thủ huyền thoại như vậy, thật sự là như vậy á. Trước thì cũng thích Ronaldo thiệt, nhưng mà sau này thì anh đã thể hiện những gì, cái thái độ ở MU, và sau đó thì cứ tưởng là về đội tuyển thì chắc có lẽ không có đâu, nhưng mà bây giờ thì thật sự là như vậy. Thì theo lời giải thích của vị huấn luyện viên này thì thật sự là Ronaldo bất mãn, thì tức là ông đã nói là Ronaldo không muốn ngồi dự bị, và sau đó nghe ông thuyết phục thì sau đó là Ronaldo đã chấp nhận và vui vẻ, thật sự là như vậy. Nhưng mà tối nay coi không biết coi cái thái độ Ronaldo như thế nào đây, có nổi loạn nữa hay không. Nếu như mà thắng Bồ Đào Nha mà thắng thì không nói, mà thua chắc có lẽ là huấn luyện viên Santos rất là áp lực đây quý vị. Tôi nói thật rất áp lực luôn đấy. Nói sao không đưa Ronaldo vào sân sớm đấy. Nhưng mà thật sự là vì chiến thuật. Và tôi nghĩ rằng cắt Ronaldo ở ngoài là một cái biện pháp rất là hợp lý, thật sự luôn á. Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha đá tốt hơn rất là nhiều. Và có chiến thắng 6-1, và ông đã tin tưởng Ramos, một cái cầu thủ trẻ mới có 21 tuổi thôi, đã tốt hơn, có sức trẻ hơn, lập một cái hat-trick đó, không phải chuyện đơn giản. Nó chính là những cái chia sẻ mà Thái TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái trận đấu giữa đội tuyển Maroc và đội tuyển
Bồ Đào Nha, quý vị và các bạn nhìn vào thì quý vị và các bạn nói là Morocco đấy, nhưng mà mình là mình đọc là Maroc nha quý vị. Đấy, thật sự thì trong bóng đá thì chưa nói trước được điều gì nha quý vị. Bồ Đào Nha họ được xếp ở cửa trên, nhưng mà Maroc họ cũng không phải là dạng vừa. Trong cái kỳ World Cup này họ đã loại Tây Ban Nha như thế nào quý vị và các bạn? Họ kéo Tây Ban Nha vào đá luân lưu. Sau đó thì cái tâm lý của Tây Ban Nha họ đã bị ảnh hưởng rất là nhiều, và họ đã bị áp lực rất là nhiều. Sau đó thì ba cái quả đá pen đầu của Tây Ban Nha đều ra ngoài hết, đều bị cản phá hết. Rồi sau đó Maroc họ ba cái quả đầu họ ghi được hai quả, sau đó là họ giành chiến thắng chung cuộc. Rồi họ loại Bỉ như thế nào? Họ thắng ngược Bỉ luôn mới ghê. Chính họ là cái người thắng ngược Bỉ và loại Bỉ đấy. Đó, một cái lối chơi là phòng ngự phản công giống y chang như lối chơi của bóng đá Việt Nam thời Park Hang Seo. Chúng ta không có cầu thủ giỏi, chúng ta không có thể lực tốt, chúng ta không cao bằng người ta, thể hình tốt, thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải đá một cái chiến thuật, đó chính là phòng ngự phản công. Nhưng mà huấn luyện viên Park Hang Seo rất là biết vận dụng sơ đồ của ông. Đó, đó chính là 5-3-2 như quý vị. Đó, thật sự là ông đã chuyển trạng thái từ phòng ngự, có cái đợt nào mà tấn công là ông đã chuyển được một cái trạng thái rất là tuyệt vời. Đó, rất là tuyệt vời. Và thật sự là những cái đòn hồi mã thương mang thương hiệu của Park Hang Seo thật sự là rất là thành công đối với lại là bóng đá Việt Nam. Hiện tại bây giờ ông đã 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, và sau cái kỳ AFF sắp tới thì ông sẽ chia tay đội tuyển quốc gia Việt Nam và ông sẽ làm cái nhiệm vụ khác ở một cái nước khác, có thể là ở Việt Nam nhưng mà chắc có lẽ là đào tạo trẻ. Nhưng mà nên kết thúc triều đại của Park Hang Seo tại đây được rồi, vì ông cũng đã cống hiến rồi, vì muốn chia tay đẹp đấy, cho nên là không có muốn tiếp tục nữa. Và cả VFF và bản thân Park Hang Seo cũng đã ngồi lại nói chuyện sau kỳ AFF này. Cho dù nếu như mà có thất bại thì quý vị và các bạn cũng đừng nên trách Park Hang Seo nha, ông đã có công rất là lớn rồi. Nhưng mà thật sự cầu thủ Việt Nam của chúng ta không chất lượng, Quang Hải, qua Bảo C, mùa dự bị thôi, không có được đá chính đâu. Quang Hải là cầu thủ quan trọng bậc nhất, cộng với Hoàng Đức là hai cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam ấy. Nhưng mà Quang Hải qua bên đó ngồi dự bị thôi, đá không được đấy. Cho nên là tôi sẽ dự đoán là Bồ Đào Nha và Maroc sẽ bị Bồ Đào Nha bị Maroc kéo là cầm hòa cho tới 120 phút và kéo qua đá hiệp phụ, đá luân lưu đấy. Và cái tâm lý không tốt á thì Maroc lại hoàn thắng luôn Bồ Đào Nha trong cái trận đấu này đấy, loại luôn Bồ Đào Nha đấy. Nhưng mà nếu như mà cái thường thường là cái đội mạnh á mà họ gặp cái đội yếu mà kéo vào đá luân lưu rồi thì thường thường là cái đội mạnh hơn là họ sẽ bị tâm lý và họ sẽ thường thường họ thua, giống như anh đội tuyển quốc gia Việt Nam, đội U23 Việt Nam của chúng ta, hay là những cái kỳ ASEAN Cup hay là ASEAN đấy, cái kỳ đó thì chúng ta đều thắng là biết sao, chúng ta kéo đối thủ vào đá luân lưu hên xui, lúc đó là chúng ta tự là chúng ta kéo đối thủ mạnh thành cái đối thủ ngang hàng với chúng ta và thậm chí yếu hơn chúng ta, tại vì tâm lý chúng ta tốt, chúng ta thua cũng được, chả có ai la hết. Nhưng mà họ thua thì họ sẽ bị áp lực đấy. Thì điển hình là Tây Ban Nha đó quý vị, rồi điển hình là ngày hôm qua là ai, ngày hôm qua là cái trận đấu tứ kết giữa đội tuyển Argentina và Croatia thì cái đội tuyển Brazil với lại là đội tuyển Croatia đấy quý vị. Không ai nghĩ là Croatia họ đủ lực để mà họ thắng được Brazil đâu. Cách đây là 4 năm thì Croatia đã lọt tới trận chung kết của World Cup. Nhưng mà cái thời điểm đó thì các cầu thủ của Croatia là một lứa cầu thủ rất là tài năng và cái độ tuổi chín mùi. Nhưng mà 4 năm sau thì Luka Modric rất là già rồi. Rất là nhiều cầu thủ của Croatia già rồi, không có thi đấu được nữa, không còn sức. Nhưng mà cuối cùng thì các cầu thủ Croatia họ đã cầm chân được Brazil trong 120 phút thi đấu và họ đưa Brazil vào chấm đá 11m. Thì đá 11m thì tất nhiên Brazil họ sẽ nôn nóng hơn, họ sẽ bị tâm lý hơn, họ đã thua.
Maroc cũng kéo Tây Ban Nha vào đá luân lưu, họ cũng đã thua. Tây Ban Nha họ đã thua. Lạng hoàng tối nay Bồ Đào Nha bị Maroc họ hốt cho một cái, là không biết cái chuyện gì xảy ra đó quý vị. Chắc có lẽ là phòng thay đồ Bồ Đào Nha sẽ đại loạn vì Ronaldo đây. Rồi bây giờ xin kết thúc video tại đây. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng và chuẩn bị nghỉ ngơi, và còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa trận đấu sẽ diễn ra tứ kết 3 Bồ Đào Nha và Maroc, và tôi hy vọng rằng sẽ có bất ngờ xảy ra. Đấy, tại vì tôi là cái cổ động viên trung lập cho nên tôi muốn có cái điều gì đó nó địa chấn, nó bất ngờ thì một cái kỳ World Cup đó mới ý nghĩa và hấp dẫn. Đó chính là những cái chia sẻ mà Tài TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay, bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Tài TV một like, comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất thế này. Xin chào và hẹn gặp lại nha.